Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc. Phần cuối chương trình là phóng sự dấu ấn trong phong trào vì người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thôn Triều Đông được chọn làm điểm của xã Vĩnh Phúc trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận thôn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, luôn gắn kết nhiệt tình với nhân dân, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết. Thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, thu chi tài chính công khai, minh bạch. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn nhận được sự đồng tình nhất trí cao của nhân dân trong thôn, cũng như sự ủng hộ của những người con quê hương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc. Ban công tác mặt trận tổ chức họp cùng với các chi hội đoàn thể trong thôn tuyên truyền mục đích xây dựng nông thôn mới. Từ chi bộ có chủ trương, thế rồi họp ra nghị quyết, rồi các đoàn thể vào cuộc thực hiện, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thế và dân hưởng thụ và tạo lên một cái sức lan tỏa để xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự đồng lòng của người dân, đến nay 100% các trục đường thôn, liên thôn, nội đồng đều được cứng hóa, bê tông hóa, trồng hoa cây xanh, tổng vệ sinh sạch sẽ hàng tuần. Người dân đóng góp tiền của, ngày công để chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục, xây dựng mới khu công viên văn hóa thôn Triều Đông, tu sửa đình, thiết chế văn hóa, tự giác tham gia từ việc chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Thu nhập bình quân đầu người của thôn trong 6 tháng đầu năm 2023 lên 38 triệu đồng một người. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Thì Đảng ủy đã có nghị quyết chỉ đạo Ủy ban nhân xã cùng mặt trận và các đoàn thể các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành nhiệm vụ đó thì có vai trò rất là quan trọng của Mặt trận Tổ quốc xã cũng như ban công tác mặt trận các thôn trong việc tuyên truyền, tập hợp các đoàn thể tổ chức chính trị, cùng với đó là sự đồng lòng của người dân. Thì qua đó thì đời sống của người dân Triều Đông được đảm bảo. Với mô hình ở thôn Triều Đông này thì xã sẽ là mô hình điểm và để nhân rộng cho các thôn khác. Với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, trong đó ban công tác mặt trận là nòng cốt, không chỉ góp phần vào thành công chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, mà thông qua đó tạo sự đoàn kết gắn bó trong các tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng phong trào thi đua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào, các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện và được nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, tháng 3 năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 104 tỷ đồng. Đến nay, 855 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng. Thực hiện cái kế hoạch của cấp trên, Tân Việt của chúng tôi xây dựng kế hoạch của địa phương phân bổ cho các cơ sở, giao cho các ban công tác mặt trận ở các khu dân cư về phối hợp với các đồng chí cấp ủy lãnh đạo thôn là ra soát các trường hợp nằm trong đối tượng nghèo với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau. Nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra công tác tham mưu, vận động xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo tại 5 huyện, 10 xã, thị trấn. Năm nào ban chỉ đạo của xã cũng kiện toàn ban vận động quỹ xây dựng người nghèo và tập trung phát động vào những cái tháng cao điểm, và nguồn vốn vận động hàng năm thì ít nhất cũng đạt từ 35 đến 40 triệu. Việc sử dụng quỹ vì người nghèo của chúng tôi là đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch, cho nên là hàng năm mà khi mà vận động quỹ vì người nghèo này là được nhân dân và các tổ chức rất là ủng hộ. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo được 66,3 tỷ đồng. Trong đó, tháng cao điểm tiếp nhận là 6,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy chính quyền các cấp chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.